quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, lúc này tại Bắc Bộ, hầu hết các nơi đều không còn mưa nữa, nhưng mây thì vẫn còn nhiều, nhất là ở khu vực Trung Du và vùng núi. Cùng với đó là cả miền Bắc đang duy trì một mức nhiệt mát mẻ, từ 23 đến 25 độ ở vùng núi và từ 25 đến 26 độ ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, miền Bắc trở lại với tình trạng tạnh giáo, có nắng gián đoạn. Vì thế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ không quá cao. Ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, trời mát mẻ với nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Vùng từ Hà Giang trở sang khu vực Quảng Ninh và các tỉnh Trung Du, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Còn ở vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, trời oi bức hơn với ngưỡng nhiệt từ 33 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay, rãnh mây dông sẽ hoạt động và gây mưa trở lại. Khu vực vùng núi và Trung Du ven biển phía đông sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Không có được những cơn mưa mát như ở Bắc Bộ, hôm nay nắng nóng ở các tỉnh thành miền Trung vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, so với những ngày trước thì hôm nay nắng nóng cũng dịu đi khá nhiều, nhất là ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, với mức nhiệt trưa chiều nay phổ biến từ 35 đến 36 độ. Vùng từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 36 đến 37 độ. Riêng các huyện vùng núi phía Tây của Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên có nơi nhiệt độ vẫn cao trên mức 37 độ. Cảnh báo về mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật cũng được đưa ra với các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều và tối nay. Ở vùng cao nguyên, mưa tập trung chính vào khoảng chiều tối. Còn ở Nam Bộ, mưa đến sớm hơn, có nơi có mưa ngay từ đầu giờ chiều. Nhưng mưa dông lượng khá thì vẫn hay xảy ra vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Nam Bộ chỉ khoảng từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trên biển, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng suy yếu dần. Gió trên khu vực phía Nam của Biển Đông cũng như khu vực biển huyện đảo Trường Sa không có lúc nào mạnh vượt quá cấp 5. Nhưng mưa dông trên các khu vực biển này cũng như vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục xảy ra ở mức rải rác, làm cho tầm nhìn xa giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Còn ở khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Tây Nam cũng chỉ mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5 và không có mưa dông. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.